Ok các bác nhé, để em xem test thử chất lượng âm thanh một chút, một hai câu thôi, sau đó em sẽ vào video luôn này. Tóc ngang ngừng vừa chân em bơi để chi dài lên một ngày. Ok, chào mừng tất cả các bác cùng quay trở về với Quân Audio và tiếp tục video. Thì như các bác vừa thấy đấy, vừa vào video các anh em đã thử alo và cũng nhìn thử hát một câu để cho tất cả các bác cùng thứ nhất là cùng cảm nhận, và sau đấy thì ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một cái sản phẩm mà em mong chờ phải đến nửa tháng này rồi các bác nhá. Rất nhiều bác cho đợt thời gian vừa qua bên nhà em về được cái sản phẩm vang cơ line số mà K588 ấy, thì rất nhiều bác đã đặt sản phẩm đấy bên em và thực sự là không có đủ hàng để cung cấp cho tất cả các bác, và hầu như là phải nói rằng là ngày nào cũng có bác gọi điện hỏi những cái con vang cơ line số K588. Thì cái lô vang lắc thực sự ngày hôm nay thì em có mấy con vang lắc về, được mấy con vang lắc này quá đẹp luôn, thực sự quá đẹp luôn các bác. Cái lô vang lắc AK5.1 này các bác này, đây nhá, đây là vang cơ line số nhá, thương hiệu của lắc nhá, đây là dòng thương hiệu nổi tiếng rồi các bác nhá. Đấy, không phải giới thiệu quá nhiều nữa bởi vì lắc nó là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. AK5.1 thì các bác này, đây là một dòng vang cơ line số được chưa. Đấy, và ngày hôm nay em có chỉ có 2, 4, 6 con thôi, hôm nay em có 6 con duy nhất nhá, lên video cho các bác đẹp long lanh luôn được chưa, quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn chứ không phải đẹp nữa. Em sẽ lên video giới thiệu qua một chút, sau đấy em sẽ báo giá luôn để cho các bác cùng tham khảo. Và ngày hôm nay thì những con vang này thì sẽ có giá rất tốt nha các bác nhá, ưu ái rất tốt cho các bác luôn. Vui vẻ bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới giúp em. Ngày hôm nay thì có những con vang lắc này, đây là một dòng vang cơ này số này, con này chạy hẳn 24 bit luôn. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu qua một chút mặt đằng trước, mặt đằng sau, sau đấy em sẽ cho các bác xem nội thất rồi sẽ báo giá luôn. Đấy, cái sản phẩm hàng bãi thì bao giờ các bác cũng phải xem là nó tham khảo xem nó như thế nào, đúng không ạ? Sau cái đấy là chúng ta sẽ đưa ra một cái kết luận và tham khảo xem là với cái tầm giá mà bên em đưa ra cho các bác thì đã có hợp lý không nha các bác nhé. Đây, lắc là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Con này thì các bác có thể hoàn toàn chỉnh bằng cơ được cái giải tần số của Equimix này các bác này, hiểu chưa? Cơ line số nhá. Đấy, màn hình rất đẹp luôn. Đấy, chỉnh tay full chức năng. Con này có cả phần mềm, nhưng phần mềm của nó là phần mềm tiếng Trung Quốc các bác nhá, phần mềm tiếng Trung nhá. Có phần mềm luôn, hỗ trợ phần mềm luôn, nhưng mà phần mềm tiếng Trung. Đấy, theo em thì thực ra là cũng không nhất thiết phải cần đến phần mềm dính những con vang này, bởi vì những con vang này thì chỉnh tay rất dễ rồi, đúng không ạ? Vang cơ line số mà ai cũng có thể chỉnh được. Nghe nhạc thì rất chất, thực khẳng định với các bác nghe nhạc những con này rất chất luôn. Đây, kể cả như cục đẩy em vẫn kịch đi nhá. Đấy, các bác nghe không hề có tiếng sôi ra loa luôn, thực sự nghe không hề có tiếng sôi ra loa. Mặc dù là đây mic em bật mic đi nhá. Này, 1 2 6 7 lên nghe các bác chưa? Mic bật khá to luôn nhưng cũng không hề có một tiếng sôi ra loa luôn. Đấy. Với những cái dòng vang cỏ, vang bình thường tức là vang rẻ tiền thì cái hiện tượng sôi ra loa thì nó sẽ có các nhá. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì có những cái con vang này. Đấy, không hề có hiện tượng sôi xì hay là ù ì ra loa luôn, được chưa? Quá đẹp. Đây cho các bác xem phía đằng sau luôn. Nội thất luôn nhá. Đấy em tí nhá. Phía đằng sau này, cho tất cả các bác cùng tham khảo này, phía sau này. Đấy, chúng ta có 3 đường vào nhá. Cái này là kết nối phần mềm luôn này. Đấy, 3 đường in vào, đường jack out, rồi 6 cổng out bình thường của một con vang chuyên nghiệp. Con này thì cũng có mic đằng sau luôn nhá, có cả jack mic Canon luôn này. Đấy, mic 4, mic 5 đằng sau, 3 mic đằng trước. Đấy, con này công tắc nguồn đằng trước luôn này. Đấy, con này dây nguồn liền quá nhá, dây nguồn liền. Đấy, xui, quá đẹp luôn. Chỉ có 6 con duy nhất thôi nhá, không có nhiều đâu các nhá. 6 con thôi, không có nhiều. Đây, vỉ mạch đây. Con này thì quá đẹp rồi. Dở ra máy con nào con đấy cũng khô ro. Đẹp long lanh luôn. Đấy chưa? Bo chống hú này, con này chống hú thì tuyệt vời luôn. Hát thì không bao giờ bị méo mó tiếng mic các bác nhá. Thấy chưa? Linh kiện thì toàn tụ nhôm thôi. Đấy. Linh kiện thì còn toàn tụ nhôm thôi. Những cái con chở là toàn chở xịn đúng không nhá. Đấy, có đây nó có một cái quạt gió này để làm mát bo ba cái bo này, con này gì này. Thấy chưa? Con này nguồn đồng. Đấy. Một nguồn tròn đồng luôn. Quá chất lượng, thực sự là rất là tốt các bác nhá. Và em báo giá luôn ngày hôm nay có mấy con thôi, chỉ có 6 con duy nhất thôi. Giá thì rất tốt cho tất cả các bác, giá 1.300.000 một con nhá. 1.300.000 một con, bên em sẽ miễn phí ship, dây giáp phụ kiện đầy đủ hóa luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán cho em nhá. Số lượng không có nhiều, thực sự số lượng này là số lượng không có nhiều, chỉ có mấy con thôi. Cho nên là em nghĩ rằng hết rất là nhanh. Nếu như bác nào thực sự yêu thích có thể nhắn tin Zalo cho bên em, hoặc nhắn tin số điện thoại thường cho bên em nhá. Số điện thoại 0982838695. Ok, để em xem nào. Cái bảng tên điện thoại này. Anh Quy cho cái bảng kia, số điện thoại. Ok bác nhá. Đây.
1.300.000 một con. Đấy, số lượng thì em chỉ có mấy con này duy nhất thôi nhá, không có nhiều đâu. Đấy, số điện thoại bên em này, các bác nhắn tin Zalo hay nhắn tin nhắn thường hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em nhá. Số điện thoại 0982838695. Và 2-3 ngày hôm nay thì nhà em về hàng rất là nhiều, cho nên là cũng không có thời gian để lên phát video trực tiếp, nhưng em sẽ lên những cái sản phẩm cũng như là làm những cái video để cho tất cả các bác cùng tham khảo ngày hôm nay. Được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ thử test chất lượng âm thanh của cái con vang này gọi nhá. Đây. Quá ngon luôn. 1.300.000 một con nhá gọi nhá. Số điện thoại cho mày viết này. Đây. 1 2 6 7 lên. 1 2 Gặp nhau cái thuở ban đầu. Áo xanh áo thường xanh mà em mặc một màu thiên tha. Dáng em đẹp tựa trong trai, tình trong đôi mắt mà tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao. Lần 6, 7. Ok các bác nhá. Đây. Đấy, thét thử qua một chút cho bác. Và em sẽ thử tiếng effect cho bác này. Trong này thì nó sẽ có đầy đủ. Và em sẽ làm một cái video hướng dẫn chỉnh bằng tay cho con này. Và đặc biệt con này dòng vang cơ này số rồi, ai cũng có thể chỉnh được, đúng không ạ? Và đây em sẽ cho bác nghe thử tiếng echo này. Một, hai, hai. Nhưng thường thường echo thì các bác lên kết hợp cả reverb nhá, nghe tiếng cho nó sạch sẽ, nó sang hơn. Đấy. Đây tiếng reverb này. 1, 2, 6. Đấy, các bác nghe chưa? Tiếng reverb rất sang luôn, đúng không? Và đây là tiếng echo kết hợp cả reverb. Con này theo em thì các bác có để 60, 40. Ok luôn. 1, 2, 2. To nhỏ các bác có thể tự điều chỉnh được nhá. Đấy, quá ngon luôn. 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7 lần. Thực sự là tiếng rất là sạch sẽ, mặc dù bật đẩy kịch luôn, không hề tiếng sôi xì ra loa nhá. 1.300.000 một con, giá này là giá quá tốt rồi. Số lượng không có nhiều, chỉ có mấy con duy nhất thôi. Bác nào nhắn tin Zalo, nhắn tin nhắn thường cho em. Đấy, nhắn tin cho em số điện thoại đây. Được chưa? 1.300.000 một con. Số lượng thì không có nhiều. Đấy, rất mong các bác ủng hộ với những con vang cơ này số Lắc AK5.1 nhá. Ok, xin chào hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo. Các bác vui vẻ đi qua bỏ ra 1 2 giây cho em xin nút like nhá. Và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo. Ok, xin chào hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo. Và nó quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. 6 con đẹp như nhau hết coi nhá.